Nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm mới, một loại micro dành cho livestream. Hàng vừa mới về luôn, mình sẽ mở hộp ra. Thì ở đây là sẽ có catalog. Đây. Dây để tín hiệu. Dây cắm sạc. Dây sạc. Dây kết nối điện thoại. Phần quan trọng nhất đây, cái micro mình sẽ mở ra. Cứng quá, cứng dữ ta. Một sản phẩm live stream công nghệ DSP nha mọi người. Cái này là nó có sử dụng công nghệ số, nó có chỉnh được reverb, echo reverb. Nút nguồn ở đây, khi mà mình bật lên nó sẽ hiển thị cái logo của hãng. Ở đây nó sẽ có nè, volume mix, volume effect là độ vang á, record beat. À, có này, cái beat này hay nè mọi người. Cái beat này á, là nó để chỉnh méo tiếng, chỉnh giọng trẻ em, giọng người già vậy đó. Phần mix đây, micro mình bấm enter nha. Enter vào. Trong này nó sẽ có chống hú micro. Feedback này. Chỉnh theo 2-3 cấp độ gì đó mình có thể chỉnh. Nó nhiều chức năng lắm. Con này nó có reverb nha mọi người. Reverb, echo và reverb. Mình sẽ chỉnh qua phần effect này. Effect đây. Effect nó sẽ có reverb này. Thì mình sẽ tinh chỉnh, ở trong đây nó sẽ có rise, width, drum, dam. Rồi mình muốn chỉnh echo đây, delay, repeat, low cut, direct sound, echo, reverb. Echo đây, reverb đây. Rồi mình bấm xuống, bấm ra ngoài. Ở phía sau của nó, dưới đít của nó là sẽ có ngõ chân sạc này, chân cắm cổng USB qua máy vi tính nè, một cái lỗ đây, bạn xem nên thấy nha. Lỗ này là để cắm trực tiếp điện thoại livestream này, lỗ này là để phát nhạc từ máy vi tính vào nè, hoặc là một chiếc điện thoại nữa để cắm vào để lấy nhạc để mình hát. Một cái này để ra headphone này, và thêm một cái này nữa để mình cắm qua bên âm ly hoặc là men công suất gì đó, mình phát lớn ở ngoài được luôn. Coi đây là ngõ cắm sạc nha. Nó sử dụng pin pin nằm trong này luôn nha mọi người. Đấy. Rất là đẹp. Cầm rất là chắc chắn này. Thân này được làm bằng nhôm này. Mic là rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ làm một cái clip để test chức năng và hát thử vài bài xem như thế nào. Con này là đang hot nhất trên thị trường nha mọi người. Rất là hay. Mọi người mua thì liên hệ em. Đặt trước. Số điện thoại của em là 0933 591070.